So schnell hat sich das gewendet. Wir spielen jetzt schwere Wörter aussprechen, aber auf Vietnamesisch mit Ming und Li. Das ist mein Untergang. First one. Zeng zat. Zeng zat. Oh, das ist einfach. Easy. Hoc huy. Hoc huy. Okay. I'm Vietnamese. Sie will mich jetzt richtig hochnehmen. Wir nehmen jetzt einen Satz. Con cà rô rụp rịch trong rổ rêu. Nochmal. Con cà rô. Con cà rô. Rụp rịch trong rổ. Rục rịch trong rổ. Rèo róc rách. Rèo róc rách. Full sentence. Trong rổ rèo róc rách. Nein. Con rác rổ. Nein. Ông bụt chùa bùi. Ông bụt chùa bùi. Faster. Ông bụt chùa bùi. Buổi trưa ăn bưởi chua. Buổi trưa ăn bưởi chua. Faster. Faster. Bưởi chua ăn bưởi chua. Bưởi. Bưởi. Lúa nếp là lúa nếp là. Lúa nếp là. Lúa nếp là lúa. Lúa nếp là. Lúa nếp là lúa nếp là. Ok. Lúa lên lấp lấp lòng nàng lâng lâng. Đọc mọi. Lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng. Lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng. Full sentence. Lúa nếp là lúa nếp làng. Lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng. Yeah. The last one. Nồi đồng nấu ốc. Nồi đất nấu ếch. What? Nồi đồng nấu ốc. Nồi đất nấu ếch. Nồi đồng nấu ốc. Nồi đất. Ngồi đất nấu ếch. Nồi đồng nấu ốc. Nồi ếch nồi.